Vâng, Tư Chiến xin chào quý anh chị ha. Hôm nay Tư Chiến sẽ gửi đến quý anh chị một trong những lô góc đẹp nhất của khu vực Hòa Xuân, thuộc đảo Mộc Hòa Xuân nha quý anh chị. Đây là đường Lê Quang Hòa. Lê Quang Hòa là thủ phủ trung tâm của giới đại gia siêu giàu. Lê Quang Hòa, đảo Mộc Hòa Xuân, ngay bên cạnh Aero Villa 2. Hôm nay gửi đến quý anh chị một lô góc đắc địa, một trong top 3 lô đẹp nhất của khu vực đảo Mộc Hòa Xuân này luôn. Đây quý anh chị, trước mặt Tư Chiến đây, lô góc này ngay góc bo của hai đường, đường Trung Lương và đường Lê Quang Hòa. Lô đất này thì với diện tích là 234 m², 234 m², hướng mặt chính hướng Lê Quang Hòa là hướng đông bắc nha quý anh chị. Nhìn ra Aero Villa 2 và nhìn ra bờ sông Hàn. Lô góc này với vị trí rất địa luôn. Xung quanh là khu biệt thự. Đây là khu đảo Mộc Hòa Xuân, là khu dân cư VIP. Mặt độ nhà ở đây thì tương đối là tương đối là full rồi quý anh chị. Đây. Lô góc này với vị trí quá đẹp luôn quý anh chị ha. Chúng ta có thể xây biệt thự, biệt phủ ở đây. Với vị trí ngay ngõ 3 trung tâm. Lô góc này bán giá hiện tại đang rất là tốt luôn quý anh chị. Gửi đến quý anh chị đây. Lô này mà chúng ta vừa xây biệt thự nè, hoặc là chúng ta có thể làm căn hộ cao tầng ở đây thì xây tối đa được 7 tầng nha quý anh chị. Với vị trí lô góc như thế này thì quá đẹp luôn, chúng ta có thể kinh doanh làm cà phê vườn vân vân. Với lô đất quá đẹp cho quý anh chị ha, hai đường 75. Nhà ở đây là 100% là nhà xây mới, khu dân cư mới. Đường xá rất là sạch sẽ luôn, gọn gàng. Với các hàng cây rất là đẹp. Đó lô đất đó quý anh chị ha, lô đất đang rào, hàng rào lại 234 m². Với cái view quá là đẹp, nhìn qua Aero Villa 2. Chúng ta đi đến 50 m là chúng ta sẽ đến cổng chào Aero Villa 2. Ngay chúng ta vừa đi qua cầu Hòa Xuân tầm 200 m chúng ta sẽ đến vị trí này ha. Với vị trí rất là đẹp, căn lô đất này gia chủ đang cần tiền bán gấp với giá là 12.900.000.000 nha quý anh chị. Giá bán lô đất hôm nay là 12.900.000.000. Một mức giá rất là tốt so với thị trường hiện nay, gia chủ đang cần tiền bán gấp. Quý anh chúng ta có muốn sở hữu lô đất hôm nay với vị trí như thế này thì đây là một trong những cơ hội hiếm có quý anh chị ha. Những lô đất như thế này thì rất là hiếm để bán trên thị trường. Một lô góc 3 mặt tiền như thế này với vị trí góc quá là đỉnh. Bên kia là biệt thự. Đây, căn biệt thự đẹp nhất của Aero Villa, khu đảo Mộc Hòa Xuân đó quý anh chị. Xây nhà vườn hoặc làm mà xây căn hộ, cà phê vườn, vân vân. Quý vị là chúng ta đến đây một lần thì chúng ta sẽ biết được khu vực này như thế nào. Khu dân trí đẳng cấp luôn cho quý vị định cư, đầu tư cũng rất là tốt. Vâng, đảo Mộc Hòa Xuân là một trong những khu vực chúng ta đáng để mua, đầu tư, định cư. Khu này thì quá VIP rồi quý anh chị. Chúng ta có nhu cầu hãy gọi Tư Chiến để chúng ta sở hữu lô đất hôm nay. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video sau nha.